Tay ở đây rất là rẻ luôn mọi người, một hộp chỉ có 1 đồng thôi. Cái này cá gì hả cô chú anh chị? Con này là 4 đồng nè, là khoảng 120 ngàn đó. Trời ơi là trời bà chị. Sáng ngày hai mẹ con chuẩn bị đi học nè cô chú. Chi xin chào bà cô chú đi. Mà Chi nó lấy xong môi nó lại nó ngồi nó son vậy đó. Dẹp. Để em mà không có được xong môi đi học nha anh Chi nha. Rồi dẹp cho mẹ. Rồi như nó đủ rồi con. Hey, you know when I die they're gonna be able to see my whole life on YouTube. Rồi dẹp. Rồi lấy giày mang vô. They'll be able to see me every week with less hair and less teeth and go. Hello guys. Mang xu vô. Bye bye. Xin chào cô chú. Sáng nay hai mẹ con Chi chuẩn bị đi học nè cô chú. Tuần này thì ba của Chi làm việc tại nhà đó, cho nên là ba sẽ chở đi học. Sáng nay trời mưa đó mọi người. Sáng sớm hai mẹ con trộn rộn quá trời luôn nè cô chú. Hồi nãy giờ là trộn rộn ở trên lầu rồi đó. Bây giờ đã xong rồi, bây giờ xuống là chuẩn bị đi nè mọi người. Hôm nay học xong thì Kim sẽ đi qua tiệm nail của bạn Kim để Kim hỏi bạn ấy là đến học làm nail đó mọi người. Bây giờ đi học làm nail để mai mốt đi làm. Chứ ở nhà hoài cũng buồn ha cô chú anh chị. Vừa đi làm mà có thêm thu nhập nữa. Tháng 9 này là Chi sẽ bắt đầu nhập học chính thức rồi. Thì lúc đó mình có nhiều thời gian rảnh đó, mình sẽ đi làm. Bây giờ thì tuần Chi nó đi học 3 ngày thì mình tranh thủ mình sẽ đi học nghề 3 ngày đó. Cho đến khi mà Chi nó đi học chính thức á, là hy vọng là mình sẽ lành nghề hả cô chú. Tới lúc mà Chi đi học chính thức là mình bắt đầu làm luôn là vừa ha. Next one is needed for school. Hello, come on, put your jacket on. Put your jacket on. Put your jacket on, baby. Put your jacket on. That's a good girl. I'm here. Oh. She always does the opposite arm first. If you open this one, she always wants to go the other side. Honey, hey. Oh, okay. Wait. Hello. Hello. You little. I can't see, darling. Are you a little movie star, are you? No. You my little movie star? Yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. All right, girls. Okay, keys. Do you like my lipstick? Have you got your school bag and stuff? Do you do no. Your homework? Hey! Oh, are you joking? Rồi, let's go, Chi. Bye bye, ông bà cô chú, cho đi học đi. Đây, ở đây. Bye bye, ông bà cô chú, cho đi học. Chi, lẹ lên đi con. Trễ giờ rồi đó. Bye bye, ông bà cô chú, đi học. Bye bye, chào chào. Bye bye, mọi người. Let's go. Let's go. Sáng nay Kim đi học nữa nè cô chú anh chị. Định đến trường sớm để ăn sáng miễn phí. Nhưng mà kẹt xe quá chừng chắc kiểu này phải trả tiền rồi mọi người ơi. Kim đã tới trường rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ sẽ đi ăn sáng, uống cà phê. Nhưng mà bây giờ đã trễ giờ rồi, 8:52 rồi mọi người. Cho nên là phải trả tiền ăn sáng ha. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu hết đó cô chú anh chị. Còn ít đồ ăn sáng thôi mọi người. Cái này là có sandwich nè, có thể là xúc xích hoặc là thịt xông khói. Ở trong kia có cái phòng bếp đó là dạy nấu ăn đó mọi người. Đây là cái quầy cà phê nè. Ở đây có nhiều loại cà phê cho mình lựa chọn nè cô chú anh chị. Có trà cà phê. Kim hôm nay sẽ uống một cái ly cà phê latte hả mọi người. Có cà phê và sữa. Lúc trước thì đến trước 9 giờ sẽ được ăn sáng miễn phí ha cô chú anh chị. Xong rồi Kim thấy là thông báo là từ tháng 3 là sẽ 8:50. Thì hôm nay Kim cứ nghĩ là mình đến trễ một chút xíu là sẽ trả tiền. Nhưng mà không cô chú anh chị, vẫn là được nhận đồ ăn và nước uống miễn phí đó mọi người. Chắc là vẫn giữ đến 9 giờ đó. Có cái thẻ sinh viên quyền lực đó thì mới được nhận đồ ăn sáng miễn phí hết mọi người. Hôm nay thì Kim ăn bánh mì nướng với lại quét bơ lên đó cô chú anh chị. Và một ly cà phê. Gặp cái chú này cũng học ở trong đây nè mọi người.
ăn sáng xong rồi bây giờ đi vào lớp học cô chú ơi. Còn 5 phút nữa là tới giờ đó. Cái mặt ở trên lầu 1 mọi người. Đã học xong rồi nè cô chú ơi. Bây giờ Kim học xong rồi đi bộ ra cái chỗ tiệm nail. Tiệm nail của người Việt Nam luôn á cô chú anh chị. Lần trước mà Kim đi đăng ký học tiếng Anh á thì gặp cái bạn. Cái bạn Việt Nam này cũng đăng ký học nhưng mà cuối cùng thì bạn chưa có học. Bạn có tiệm nail ở đây nè. Hồi tuần trước Kim tới ra rồi. Xong rồi bạn nhờ là Kim hỏi khi nào có cái lớp mới nữa đó. Bây giờ sẵn đây qua đây luôn, đi bộ qua có chút xíu ở gần kế bên trường học luôn cô chú anh chị. Đây là cô chủ tiệm nail nè cô chú anh chị, rất là trẻ luôn, nhỏ tuổi hơn Kim nữa. Thì hôm nay Kim xin bạn ấy qua đây học nghề nè cô chú, để mai mốt đi làm cho bạn luôn. Bây giờ Kim đi ra ngoài đây đi chợ cô chú. Hôm nay thứ ba thì ngoài đây có chợ trời nè. Ở trong khu này là cũng là trung tâm của cái thị trấn này nè mọi người. Kim ra ngoài chợ Kim sẽ mua một ít tôm. Tôm ngoài chợ thì có 15 đồng một ký thôi mọi người. Mà nó không phải là tươi nhưng mà nó cũng tươi hơn trong siêu thị đó cô chú anh chị. Mua về làm tôm chiên bột hay là làm cái gì đó cho Chi ăn, Chi nó cũng thích lắm. Dâu tây ở đây rất là rẻ luôn mọi người, một hộp chỉ có 1 đồng thôi. Cái này mua trong siêu thị là 2 đồng một hộp mà ít hơn đó cô chú anh chị. Kim sẽ mua 3 hộp về làm siro dâu hay là mứt dâu vậy đó mọi người. Nhìn ngon quá chừng nè, trái to lắm. Kim đã mua xong rồi cô chú anh chị ơi. Đây nè. Mua được một con cá chẽm, một con cá chim và và dâu nữa, có bánh ăn trưa. Bây giờ đang đứng đây để đợi Tony tới đón cô chú anh chị. Anh Tony anh chạy từ nhà xuống đây thì khoảng 10 phút đó mọi người. Tony tới nè cô chú, Kim có mua cái bánh này nè. Cái bánh của chê của Tony thì nhân thịt gà, của Kim thì người ta để là bánh truyền thống mà không có là nhân gì nữa, để ăn trưa đó mọi người. 1 đồng 20 là khoảng 36 35 ngàn một cái gì đó. Bữa nay ăn trưa như vậy đó mọi người. Cái nhân có khoai tây với thịt bằm á cô chú anh chị, thịt bằm với cà rốt gì đó, ăn cũng ngon, còn nóng nữa. Hôm nay Kim mua được 2 con cá nè cô chú anh chị. Con cá này là Kim dịch ra nó kêu là con cá chim trắng, thì con này là 4 đồng, người ta đã lóc sẵn rồi nè mọi người, ta lóc xương rồi nè. Này là hai mặt của con cá đó, mà con cá này dẹp dẹp không biết là gọi là con cá gì ha cô chú anh chị. Con này là 4 đồng nè, là khoảng 120 ngàn đó. Còn đây là con cá chim to lắm á cô chú anh chị, có 2 găng tay của Kim luôn á. Con này thì 6 đồng khoảng 180 ngàn đó mọi người, cũng rẻ ha, quá trời to luôn nè, bự lắm. Con này Kim sẽ lóc xương ra làm phi lê đó, rồi chiên. Cái đầu với cái đuôi thì Kim sẽ nấu canh chua. Hôm qua Kim mua được rau muống với lại rau quế nữa, có đậu bắp nữa, Kim sẽ nấu canh chua. Vừa làm cá mà vừa xem YouTube nè cô chú anh chị. Hôm nay trời mưa, 2 ngày trước thì rất là ấm luôn. Hôm nay trời mưa, hôm nay lạnh mọi người. Kim mua được 3 hộp dâu nè cô chú anh chị. Một cái hộp bự trái to thấy ghê không mọi người. Chỉ có 1 đồng một hộp thôi. 1 đồng một hộp là 30 ngàn á mọi người. Đây nè, trái to lắm. Cái này cái kiểu như nó hơi chín quá đó cô chú anh chị. Kim mua cái này về Kim làm mứt dâu. Làm mứt dâu ngon lắm nè, thấy chưa? Hôm nay Kim có 2 cái miếng thịt cừu nè cô chú anh chị. Mình sẽ làm thịt cừu giống như thịt steak vậy đó mọi người. Mình áp chảo ha. Mình cho tiêu và muối, cái muối này nè. Cái muối này nó không có mặn lắm mà cái muối này ăn rất là tốt mọi người. Trở bề mình làm 2 mặt luôn ha cô chú anh chị.
Để đây khoảng 10-15 phút gì thôi, xong rồi mình sẽ đem lên chảo, mình chiên. Cái chảo của mình nó đã bốc khói rồi đó cô chú anh chị, giờ Kim sẽ cho thịt vào. Thịt cừu thì cũng giống như thịt bò ha cô chú anh chị. Kim chiên ở lửa lớn, mỗi mặt là 1 phút. Sau đó thì chiên ở lửa vừa, mỗi mặt thêm 3 đến 4 phút nữa tùy cái miếng thịt của mình nó dày hay mỏng ha. Thịt cừu này thì Kim ăn với cơm trắng cô chú anh chị. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.